còn nhiều rau một cách gì ăn hết. Rồi chúc mừng sinh nhật nào. Cầu nước ngọt này. Ở này hả chồng? Ố nãy con bỏ rồi mà. Chúc ăn đi con. Con giảm nữa. Hay là cho rau? Cho rau không? Cho rau sống không? Cho ăn nấm trước đi, nấm chắc chín rồi. Miếng nhỏ, miếng nhỏ một thôi nha. Con này không biết dài không? Con này chắc có tuổi dài ạ. Miếng dài. Đây đây này, đây này. Là đấy, đậu phộng mình cho vào trong cái chấm à. Chấm nem nướng à. Ra hơi dai nhưng vẫn ăn được. Ăn dai nó mới ngon. Dai được. Đợi một lúc nữa nó nhừ.